Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Đây là em Pokemon Golden Go, artwork của một chiếc thẻ hiếm Golden Go EX. Thuộc series Scarlet and Violet Paradox Drift, em Pokemon này nó được cấu tạo bởi rất nhiều đồng tiền vàng, ráp lại thành cả nguyên một cái cơ thể rồi tâm hồn của em nó luôn. Cái tên của em nó, Golden Go, kiểu như là từ gốc tiếng Anh vàng chóe đó các bạn. Rồi, thì em nó cũng có một thằng em nhỏ, có tên là Gimigo. Concept đó chính là một em Pokemon siêu nhỏ xíu đi khắp nơi để mà lụm lặt sưu tập những đồng tiền vàng lại bỏ vô cái rương của mình. Và nếu như sưu tập đủ 999 đồng tiền vàng thì sẽ tiến hóa lên thành em Golden Go này. Đây là một trong những loài Pokemon được chính thức giới thiệu từ series Scarlet and Violet game, cũng là thuộc thế hệ Pokemon thứ 9. Và chắc khỏi nói các bạn cũng đã biết là mình rất thích em này. Dạ, không thích nãy giờ giới thiệu nhiều chi. Các bạn hỏi lý do vì sao mình thích á? Chỉ đơn giản thôi các bạn. Em nói nè, nhìn mặt nè, là thấy vui tươi tài lộc tới rồi, đúng không? Nụ cười nhí nhảnh bên cái rương tiền. Rồi em này là nguyên cây vàng luôn. Ok, thì cái câu chuyện của ngày hôm nay đó là ở trong cái series Paradox Drift sẽ có tổng cộng là 6 artwork khác nhau từ bình thường cho tới siêu hiếm của gia đình em Gimigo và Golden Go. Những bạn nào có theo dõi mình trên kênh Hành Trình Pokemon thì cũng đã biết trong hơn tháng vừa qua mình đã mở live 6 booster box. Mỗi box là 36 packs của Paradox Drift và mình liên tục săn cho đủ 6 artwork của em này. Tính tới thời điểm này, chúng ta đã có được một phiên bản thường của Gimigo, phiên bản thường thứ 2 cũng của em nó. Hai lá này thì phải gọi là siêu dễ kiếm, với độ hên vừa phải thôi thì từ 1 cho tới 2 pack các bạn có thể đã mở ra được 2 artwork này rồi. Tiếp theo đó là cái artwork của Golden Go EX. Em này thì khó mở hơn một chút xíu nhưng mà cũng tương đối là ổn áp. Bằng chứng là với 5 box thì mình đã mở ra được 3 em rồi. Ôi, nghe 5 box 3 em cũng không ổn áp lắm đâu, cũng hiếm đấy. Và cuối tuần vừa qua mình đã mở ra được artwork thứ 3 của Gimigo, phiên bản Alternate Art Illustration Rare. Wow, các bạn nhìn thấy đẹp không? Em Gimigo nó đang đứng đây khoanh tay bên cái rương vàng, ở trong nguyên một cái kho đồng tiền vàng. Ở đằng sau là thằng anh của nó, siêu to khổng lồ nè, có cái phần chân đó các bạn không? Yes, các bạn đoán đúng rồi đó. Phiên bản siêu hiếm của em Golden Go Alternate Art nó sẽ chồng lên đây và thành một cái artwork liên tiếp nhau. Đó là một, và thêm một artwork full art của em Golden Go nữa. Yep, và đó chính là mục tiêu chính của buổi mở thẻ ngày hôm nay với một hộp full 36 pack Paradox Drift. Let's go. Trước khi bắt đầu thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa cho những bạn nào miss video lần trước, đó là kể từ bây giờ thì Toy Station của chúng ta đã hợp tác thành công với IPP Retail để đưa những sản phẩm thẻ sưu tập Pokemon Trading Card Game về thị trường Việt Nam một cách chính thức và nhập khẩu chính ngạch nha. Hiện tại ngay bây giờ thì các bạn đã có thể mua được những sản phẩm của series Pokemon TCG Paradox Drift tại shop online Anketai Hobby Store trên Lazada. Ở trong tương lai thì chắc chắn sẽ mở rộng ra thêm một số những cái kênh phân phối nữa để các bạn có thể tiện lợi trong các phương thức đặt hàng hơn. Nhưng mà tạm thời thì bây giờ nó là như vậy. Ok, chúng ta tiến hành với pack thứ nhất nè. Let's go. Là một cái first pack magic. Lấy hên đi. Đấy. Ở trong tập này thì mình xin phép các bạn là mình sẽ giữ lại một số những lá code nha. Bởi vì mình cũng đang build một cái deck đấu bài chủ đề Roaring Moon EX trong game Pokemon TCG Live. Và tất nhiên sẽ là một phiên bản offline thẻ luôn. Deck offline thì nó hơi khó khăn một chút xíu nhưng mà chắc chắn mình sẽ cố gắng build rồi flex với các bạn. Ok. Nhưng mà cái code đầu tiên này mình sẽ give away. Let's go. Bỏ một lá ra đằng sau, lá kế cuối. And chúng ta có Fire. Nope. Psychic. Tâm linh á. Ipom. Pansage, Mankite, Gabite, Tatsugiri, Earthen Vessel, Medical Energy, Onyx, Reverse Holo. Oh, first pack magic is real. Mousehole EX. Oh, lá này mình đã có một lá EX rồi và một lá full art luôn rồi. Chút nữa để lục lại để khoe nha. And Nimble. Như vậy thì sau hơn 5 box, box này là box thứ 6, mình cũng có thể confirm một phần nào với các bạn. Đó là chúng ta sẽ không có double hit nha. Theo mình nhớ là vậy các bạn. Ở mấy series trước còn có vụ double hit các thứ. Ok, ôi oh, đây rồi. Ok luôn. Các bạn yên tâm, mình sẽ làm tổng kết ở một cái video short về tất cả những cái hit mình đã mở ra được sau 6 box của Paradox Drift và tổng giá trị sưu tập của nó trên thị trường chợ nổi luôn. Alright, đây, mình đã mở ra được 2 lá Mousehole EX phiên bản thường và Mousehole EX phiên bản full art. Sẽ có vân đẹp hơn ha. Em Pokemon này nó đi theo concept là gia đình, bắt đầu với hai em chuột trắng, sau khi tiến hóa lên thì kiểu đẻ ra được thêm hai con chuột con nữa các bạn, cho nên nó gọi là Mousehole, chơi chữ từ gia đình chuột. Tuy không phải là mục tiêu chính chúng ta đang nhắm ở đây nhưng mà wow, first pack magic có hit là ok nha. Mình sẽ cho em nó vào perfect sleeve.
Nice. À, quên nữa, dành cho những bạn nào mà có muốn mua những cái pack bọc bài sleeve ở cái size perfect fit, có nghĩa là khi mà chúng ta để cái thẻ Pokemon vô á, nó không thừa, không thiếu, cái độ size số của nó chỉ có chút xíu thôi, nó kiểu là nó vừa đủ cái thẻ vô. Trông nó rất là gọn nhưng mà chất lượng xịn sò, giữ cái thẻ nó cũng khá là thẳng. Rồi, để trong trường hợp mà các bạn muốn có bỏ vô top loader bảo vệ nhân 2 cũng ok. Hoặc là dành cho những lá siêu yêu thích, có thể để vào cái case như thế này là nó vừa vặn nha các bạn ơi. À, đây, mình sẽ mở cái case cho các bạn xem. Em Kimiko này mình đã để vào một cái perfect sleeve rồi. Thì á, chúng ta để vô cái case như vậy là nó vừa luôn. Nó sẽ không có bị sụp xịt cái thẻ của chúng ta. Đó. Perfect. Lắc là không hề có dịch chuyển luôn nha. Biện pháp bảo vệ thẻ tối đa. Đã có hàng trên Anketay Hobby Store Lazada. Đến với pack thứ 2, artwork của em Garchomp Terastallize. Rất là đẹp. Xem nào. Đấy, mình sẽ give away một code, mình sẽ để lại một code nha. Một thẻ ra đằng sau, thẻ kế cuối. And gì đây, nước nha. Wow, wow. À không, nhưng mà dạo này thôi các bạn ơi, dạo này kiểu mình đoán trật á thì nó ra. Đoán đúng không ra đâu. Swap lưu. Counter Catcher, là này mình có một phiên bản vàng luôn rồi. Absol, Masquerain, Minfo. Iron Juggalus. Ôi, miếng xào luôn. Miếng phở tới miếng xào luôn. Pack thứ 3 nè, artwork của em Amarok. Em này cũng là thuộc Pokemon Gen 9. Mỗi một mùa game á các bạn, một mùa Pokemon á, thường sẽ rơi vào đâu đó 2 năm hơn, thì hãng Pokemon sẽ cho tung ra một thế hệ Pokemon gọi là Generation. Chúng ta đang ở Generation Pokemon thứ 9 rồi ha. Chưa kể những cái bộ sưu tập của Pokemon vùng miền nữa, như là vùng Alola nè, Paldea nó cũng là một cái vùng riêng, Hisui cũng là một cái vùng riêng. Đấy, và thêm một số vùng nữa. Theo lý thuyết thì suốt hơn 25 năm qua, ui, Tanimals, đây rồi, bắt đầu từ gia đình chuột nhỏ nhỏ, chưa có con nè. Hơn 25 năm qua thì chúng ta cũng đã có gần mười mấy bộ sưu tập Pokemon rồi ha. Số lượng đã lên tới quá 1000 rồi các bạn. Tinkatink, Zekrom, Kingdra. Pack thứ tư nè. Đấy, mình sẽ giữ lại code này. And chúng ta có grass đi. Nước. Ok, ok. Minun. Doublade. Milk Tank. Wimpod. Iron Bundle. Ở trong series Paradox Drift này thì lần đầu tiên chúng ta sẽ có những em Pokemon có cái ký hiệu Future và Ancient, tượng trưng cho tương lai và quá khứ ha. Score. Cái này bạn nào muốn tìm hiểu thêm á thì có thể search Google vào cái gameplay của cái cốt truyện của cái dòng game chính á thì sẽ hiểu. Cái này thì mình cũng đã chơi qua rồi cho nên là mình cũng hiểu tương đối. Part tiếp theo. Đại khái nó sẽ là nói chung là các tiến sĩ ha, nghiên cứu sau đó có mở được cái cánh cổng thời gian. Xong rồi bị lỗi nha, không kiểm soát được, error. Thế là các em Pokemon ở trong quá khứ á, nó lọt qua cái cánh cổng đó và nó đến với cái thế giới hiện tại. Và tương tự như vậy thì ở tương lai những em Pokemon nó cũng lọt qua cái cánh cổng đó rồi nó về tới thế giới hiện tại. Nó tạo thành một cái hiện tượng là paradox, có nghĩa là tương lai quá khứ hiện tại nó cùng tồn tại cùng một lúc, kiểu nó là một cái nghịch lý kiểu vậy đó. Và nó sẽ rất là nghịch lý hơn nữa nếu mà mình mở 6 box vẫn không ra được đủ gia đình của Gimigo và các thể loại. Ok, Jacian, Sword and Shield, Toxcrew. Bởi vì có một cái fun fact đó là những em Gimigo và Golden Go này nó không phải là những Pokemon sao ta, hiếm nhất của cái series này các bạn, và hoặc là có giá trị nhất của series này đâu. Chỉ đơn thuần là do sở thích cá nhân của mình thôi và mình săn thôi. Mình cũng đã khá tự tin là khoảng chừng sau 4 tới 5 box thì mình sẽ mở ra được đủ bộ hết, nhưng không. Tới box thứ 6 rồi, mình vẫn còn thiếu 2 lá hiếm nhất nha của gia đình này. Ở đây, bạn nào chọn phiên bản chơi game Violet á thì sẽ gặp Professor Turo và thu phục em Pokemon Legendary từ Future ha, Mirrodon. Và score Altaria EX. Nice. Cái này nhớ mang máng là mình có rồi. Ý là mình có một cái phiên bản hiếm full art Grand Rattle rồi. Full art rồi. Còn phiên bản EX thường này thì nhớ nữa, hình như là có rồi luôn. Anyway, một hit. Tiếp luôn nè. Ê, có điểm. Em này nó muốn nhảy ra trước. Ok, ok. Sao đây? Nhảy ra thì
phải có cái gì đó đặc biệt chứ đúng không? Fire, Nimble, Elekid, Vanillish, Onix, Minshaw, Rika. Uầy, mình cũng đang muốn một lá full art của em Rika này. Không phải, alternate art luôn. Gojigis, Poloin, Latios, and... Không, nó trứng em nó nhảy ra vậy thôi. Chứ nó không có điểm gì cả các bạn ạ. Nha, ừ. Ta mở pack tiếp theo nè. Giveaway code này. Let's go. Đằng sau. Có nhất thiết là phải làm một thẻ đằng sau rồi lá cái cuối lên hay không? Không nhớ các bạn có thể mua về rồi các bạn xòe ra một cái rẹt cũng được nha. Tới lá cuối luôn. Nhưng mà, wow. Các bạn cũng có thể biết. Một pack Pokemon chính hãng thì nó cũng có một cái giá thành kiểu là hơi cao. Hoặc chí ít là nó không rẻ. Đấy. Và những người làm content như mình thì không thể nào mà kiểu vội vàng mọi thứ được các bạn. Kiểu nó xé một pack ra. Hơn 100k, nó hơi cái khoảnh khắc nó trôi qua lẹ quá đó. Ừ, kiểu bị hốt hoảng. Cho nên là không phải riêng mình đâu mà ở trên toàn thế giới cơ. Thì tất cả những content creator về Pokemon TCG thường là người ta cũng sẽ làm những cái card trick như thế này để cho cái lá hiếm nhất, có cơ hội hiếm nhất á, nó sẽ nằm ở đằng sau cùng ha. Đấy, tạo nên một cái độ hồi hộp maximum. Và có một cái lý do thứ hai nữa mà mình cũng rất là thích, đó là mình có một cái cơ hội để mà đi qua và nhìn tất cả những cái artwork của những em Pokemon thường, những cái thẻ thường, rồi kiểu sẽ đọc những cái hiệu ứng này nọ để mà có thể phục vụ cho một ván đấu nha các bạn. Ở trong ván đấu đó sẽ không có phân biệt thẻ đẹp hay không đẹp, cái luật nó là như vậy, chỉ quan trọng những cái chỉ số rồi những cái ability, những cái ghi ở trên thẻ thôi. Thẻ đẹp thì sẽ có giá trị nhiều về mặt sưu tập nha. Palkia, Technical Machine. Ok. Tuy nhiên mơ ước của mình đó là sẽ bước vào trận đấu nha. Bước vào trận đấu cầm những thẻ kiểu lấp lánh lung linh như thế này thôi, hoặc là hơn nữa, mọi người hiểu không? Để mà áp đảo đối thủ bằng tinh thần trước. Gà dơ. Xong rồi lúc đó đánh thua thì bách nhục xuyên tim. Sorry. Sao? Fighting, Plusle, Tenemos, Toskull, Toxel, Simisage, Norman, Salazar, Satu, oh, Iron Hand, EX, Full Art. Quá đẹp các bạn ơi. Quá xá là đẹp luôn. Oh boy. Mình rất là thích cái background kiểu có mấy cái đèn LED giống như disco hay gì đó. Wow, rất là đẹp nha. Em này thì mình đã mở được một phiên bản alternate art của em nó rồi. Về lý thuyết thì cái phiên bản alternate art nó sẽ hiếm hơn. Đây, giải thích lại cho các bạn một chút xíu về cái định nghĩa alternate art ở trong thẻ Pokemon. Thì về lý thuyết về chỉ số ha, hai lá này y chang nhau, không khác gì hết. Iron Hand EX, tên y chang nè, số máu, tuyệt chiêu, chỉ số vân vân và vân vân, cách chơi y chang nhau. Hai lá này mang vào trận đấu thì sẽ được tính là hai copy bị trùng. Đây sẽ gọi là một cái artwork full art, kiểu cái hình nó tràn viền ra các thứ, có vân, có foil, rất là đẹp, xịn sò sờ vào các bạn có thể cảm nhận được. Rồi, còn đây là một cái biến thể gọi là alternate art, nơi mà những họa sĩ có thể tự do hơn một chút xíu để thể hiện. Ví dụ như là các bạn có thể thấy em Iron Hand này nó đục lũng xuyên tường, nó chạy ra, hoặc là những em Pokemon nó có thể ở trong một cái khung cảnh ăn uống hoặc là sinh hoạt với lại trainer của mình, nó đời thường hơn một chút xíu. Còn những cái art chính thức thì nó sẽ đứng theo kiểu chụp hình portrait như vậy, à không, kiểu chụp hình profile đó các bạn, đứng ngầu full body ha. Tiếp nào các bạn, mình có một cảm giác khá tốt, số lượng hit ổn nè, track chất lượng cũng gọi là tạm ổn nha. Nhưng mà mục tiêu chính, Gimme Go, Golden Go, chưa thấy đâu hết. Kể cả là một em Gimme Go thường các bạn ạ, chưa thấy đâu luôn chứ. Tin được Tatsugiri, Undozo, Wimpod, Yui, Octillery. Really? Come on. Chúng ta có thể làm tốt hơn như vậy mà. Cho thấy dấu hiệu của đồng tiền vàng đi nào. Natu, Poloin, Minfo, Barrel Seed, Earthen Vessel. Lá này cũng xài được để mà build deck nha các bạn ơi. Build trong cái deck của Roaring Moon ấy. Steenie, Fruit Bonnet.
Ok, những cái lá mà có ancient hoặc là future mà nó rơi vào những cái lá gần kế cuối, nó có nghĩa là nó có cái hiệu ứng reverse hollow nè, thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp nha. Đấy, nó có một cái texture nó tràn ra phần nửa chỗ này. Những cái lá này nói chung là cũng đáng để sưu tập đấy, nếu mà các bạn chỉ mua một vài pack thôi. Oh! Professor Turo's Scenarios Future. Chúng ta đã có một lá trainer. Let's go. Quá đẹp. Thông báo với các bạn luôn thì mà mình đã có rất là nhiều những cái lá trainer từ full art cho tới alternate art. Mình sẽ show lại ở trong một cái video short khác nha. Các bạn hãy đón chờ xem. Đấy, nhưng mà wow. Quá đẹp luôn nè. Tuy là những cái vân của dòng thẻ mới bắt đầu từ Scarlet and Violet nó đã mịn hơn, nó chìm hơn chút xíu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cảm nhận được bằng ngón tay khi mà các bạn sờ vào hoặc là nhìn thật kỹ zoom như thế này. Đấy. Lúc trước á, những cái lá này thì chắc chắn là mình sẽ cho vào top loader rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy mọi người, mình đã tới một cái level gọi là sưu tập cỡ nào rồi. Nếu như mà những cái ở cái độ hiếm này á mà mình top loader hết thì sẽ rất là tốn luôn, cực kỳ tốn luôn. Cho nên là mình đã nâng cao cái tiêu chí để mà một lá có thể vào top loader. Đặc biệt hơn nữa là có thể để vào case như thế này á thì nó phải là kiểu top 1, top 2, hoặc là trong trường hợp này đặc biệt đó là những em mà mình cực kỳ thích nha. Ok. Fire. Jotic. Laundrette. Remoraid. Pumpkaboo. Đây là Professor Sada. Nếu mà các bạn chọn cái hướng chơi của Scarlet, có nghĩa là chơi về quá khứ ấy, thì sẽ gặp chỉ Slitherwing. Iron. Wow. Oh boy. Blizzle. Wow. Em ngựa xét các bạn ơi. Em ngựa vằn xét. Ở trong một cái artwork cũng đẹp, nhưng mà kiểu trong rừng nó hơi tối tối. Mình nhớ là cái lá này mình cũng đã được một bạn gặp ở ngoài đời, bạn đã trade cho mình lá này. À không, bạn tặng cho mình luôn chứ. Đây là một lá có độ hiếm 1 sao vàng nha các bạn ơi. Ký hiệu nó ngay đây. Illustration rare. Let's go. Hồi nãy tôi nói với các bạn pack này khá là ổn áp luôn, bởi vì được tới hai lá ancient và future, nó nằm ở cái vị trí reverse hollow và hollow rare. Các bạn thấy lá này thì nó lấp lánh ở ngoài cái khung viền nè, còn cái lá này á nó lấp lánh ở trong cái khung viền artwork. Hả? Cơ mà mình có cũng quá nhiều rồi. Khỏi sleeve luôn. Tiếp nào, xin phép các bạn mình sẽ tăng tốc một chút xíu nha. Những cái pack nào mà không có hit chúng ta có thể lướt qua được luôn. Đa phần những cái artwork thì mình cũng đã thấy hết rồi. Những artwork thường ấy, mở 5 box rồi các bạn. Pan 4, Blizzle, đây, em nói đây Blizzle, nhưng mà phiên bản Illustration Rare 1 sao vàng và phiên bản gọi là thường nhất có thể luôn, Common, có dấu chấm tròn nè. Các bạn một lần nữa, hai lá này ở trong trận đấu thì nó gọi là y chang nhau nha các bạn. Chỉ số các thứ nhá. Vô, Bounce Sweet, bé măng cục, Fly Score, Absol, Simits, Yamas, Porygon Z, Oi, Whismur. Từ trước tới giờ thì hơn 5 năm bắt đầu con đường sưu tập Pokemon TCG thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn ở trên kênh Hành Trình Pokemon cái gameplay, cái cách chơi. Tuy nhiên, một ván chơi đấu thẻ Pokemon mà trực tiếp physical ở ngoài đời á thì mình chưa bao giờ trải nghiệm luôn. Bởi vì lý do này và lý do nọ. Cơ mà trong năm 2024 này mình đã đặt ra mục tiêu rồi, mình phải trải nghiệm bằng được trận đầu tiên nha. Ít nhất là trận đầu tiên. Mọi người thấy sao ạ? Mọi người có mong chờ những cái tập đó hay không? Comment ở bên dưới cho mình biết nha. Code này mình sẽ giữ lại. Học luật chơi rồi đấu thẻ thì nói chung là cũng không khó đâu, dễ hề cả. Nó gọi là easy to learn but hard to master, gọi là dễ học biết chơi nhưng mà để chơi hay thì cũng khó. Môn nào cũng vậy thôi các bạn. Cơ mà để chơi không á thì dễ, được, mình có thể thực hiện được kiểu trong ngay tuần này luôn. Nhưng mà để làm sao mà vừa chơi xong rồi vừa quay content, góc máy như thế nào, setup như thế nào để cho người xem có một cái trải nghiệm tốt nhất nữa thì cái đó là mình đang nghiên cứu nha. Thiết bị này nọ các thứ đó các bạn. Đấy. Nó cũng giống như là trước giờ khi mà mình làm Lego ấy, mình làm những cái tập về Lego. Ngồi ráp Lego không? Ok, rất là enjoy. Nhưng mà để mà gọi là vừa ráp Lego và vừa quay cho các bạn xem, cho khán giả xem á, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Beach Court. Oh my gosh.
trong cái series này hình như nó có mấy lá go vậy? Mình có là lá thứ tư go rồi thì phải. Oh my god, một lá item, còn đây là lá stadium, bãi biển nha. Sân đấu bãi biển, một lá go. Theo lý thuyết thì những lá này nó sẽ có cái ký hiệu hiếm là 3 sao vàng, có nghĩa là hyper rare, độ hiếm khó kéo ra nhất của series thẻ Pokemon TCG Scarlet and Violet và những expansion. Tuy nhiên, cái đó là trên lý thuyết các bạn ạ, là nó sẽ khó kéo ra nhất, giá trị nhất đúng không? Nhưng mà không phải. Những lá giá trị nhất thường nó sẽ là rơi vào những lá Pokemon Alternate Art nha. Ví dụ như series này, lá top 1 đó chính là lá Roaring Moon Alternate Art. Kể cả là mình đã mở ra được luôn đây, Roaring Moon EX Go luôn nha, 3 sao vàng. Theo lý thuyết thì em này là phải đỉnh của chóp của series này đấy. Nhưng không, không. Luật thể hiếm của nhà sản xuất là một chuyện, nhưng mà sở thích và thị hiếu của cộng đồng người chơi nó là một chuyện khác. Part tiếp theo. Có vẻ như chúng ta đã gần đến nửa box. Hay là nửa box chưa ta? Đấy, quay cho các bạn code. And Duck, Onix, Tinkerting, Chuckadet, Flittle, Exploud, Mela. Wow, mình có đầy đủ artwork của em Mela này nhá. Từ full art cho tới alternate art, rất là đẹp, siêu xinh luôn. Ferrothorn, New, muốn gì là có đó. Flex lại liền luôn. Đấy, cái này là full art. Ok dạ. Cái này là alternate art, có một cái phong cách vẽ khác, quá đẹp. Tiếp nào. Cái này mình sẽ giữ. And Basic Energy, Feebas, Ipom, Mankite, Gavantula. Em này thì nó tiến hóa từ một con cháy rận thành một con nhện, giống như là Tarantula vậy đó. Earthworm, Toskru, Tulips, Mewtwo EX. Alright. Đây là lá Mewtwo EX thứ 2 mà mình đã mở ra được. Lá này cũng tương đối ồn ám nha các bạn ơi. Mình không nhớ là em này nó có sử dụng ở trong meta đấu bài hay không nữa. Nhưng mà wow, có thêm một copy. Ok luôn. Tulips, lá trainer này tương tự, các bạn đã dính vào vòng flex của mình rồi. Đó. Alternate art của Tulips nha. Coi nào, chúng ta còn 2, 4, 6, 8, 6. Ok, 50% chặng đường. Wow, liệu rằng có một cái phép màu nào xảy ra để mà chúng ta có thể kéo luôn được cả hai phiên bản còn lại của Gimme Go nhá, trong 16 phát này không? Unpour, Blizzle, Garbodor. Cái tỷ lệ nó không nên là nó quá đáng như vậy. Come on, mình đâu phải là mình săn lá top 1 đâu. Cái này giữ lại. Grass, Pansage, Minun, Snorunt, Snailstack, Scrimtail, Devolution, Exploud, Iron Bundle, Chien Pao, and mùa đông mà còn ăn kem nữa, quá lạnh lẽo. Vô nè. Ôi, đúng là cái đó phải giữ chứ nhỉ. Sao? Fighting, Bounsweet, Phoebus, Ipom, Rantular, Iron Bundle, Ferrothorn, Cursed Duster, Pansage. Cofagrius. Lá này mình cũng đã có full art của em nó rồi. Một em Pokemon khá là đắt nha các bạn ơi, cực kỳ tối luôn. Concept là từ một loại Pokemon hút linh hồn xong rồi tiến hóa lên thành nguyên cái hòm luôn. Nó nằm trong cái collection của mấy em Pokemon mà cứ mỗi dịp Halloween đó các bạn, là được feature đó. Mình muốn thấy gì đó vàng chóe, mình muốn thấy gì đó tươi tắn nha, đè tràn đầy năng lượng, tài lộc. Blizzle, ta sắp đến rồi, khá là phù hợp. Liepard, Mela, Slitherwing, Gogekiss, Remoraid, Wojin, and Please. Cũng là vàng rồi đó, nhưng mà cái vàng này nó lạ lắm nha. Vàng gì đâu mà nguyên một con két à. Không tin được. Vô nào. Code. And Water, Mankite, Pansage, Minun. Mình sẽ lướt qua nhanh nha. Obito, Fluff. Ê, mình cũng thích em này nha các bạn. Em cua mà gọi là
siêu nhiều lông luôn, lông mũi nè, lông càng, tôi lừa hết. Rất là hài. Mình thích là những em nào mà Pokemon mà nó vui vẻ nè, nó hài hước nha, hoặc là kiểu nó vàng chóe đẹp đẹp lấp lánh, đó là mình thích. Cái gu của mình nó là như vậy các bạn. Còn Pokemon, nói về Pokemon mà kiểu ngầu á, cũng có, mình cũng có thích một vài em ngầu, ví dụ như là Rayquaza, gì nữa, Charizard, Mewtwo, ok. Nhưng mà mấy em đó thì mình nghĩ là khá là nhiều những bạn thích. Còn lại thì mình vẫn luôn có một cái tình yêu, một sở thích đặc biệt cho những em Pokemon hề hước nha. Wyvertal, Phoebus. Ví dụ như thanh niên này cũng vậy nha. Thanh niên này mình không nghĩ là cố tình hài đâu, nhưng mà nhìn cái mặt hài chịu không nổi. Phoebus. Các bạn đừng khinh thường, em nó tiến lên thành Milotic, tiến hóa lên thành Milotic rất là đẹp. Dù cái này mình sẽ giữ lại. Oi, now start. Mình không thấy một artwork của Kimigo thường luôn, chứ nói chi là hiếm với chả không hiếm. Milotic, trời ơi sao hay quá ta, mình vừa mới nói em nó xuất hiện luôn nè. Đây các bạn, Phoebus tiến hóa lên thành em này, vậy thì thành công, ok nhá. And Groudon. Ôi rồi ôi, Kimigo, hãy cho tôi đồng tiền vàng. Cái tên của nó là vậy đó, give me á, làm như give me gold. Crystal, Onyx, Little, Nikit, Veluza, Technical Machine, Work Trio, Toskull, Tingle, Honedge. Ok, báo động rồi. 2, 4, 6, 8, 9 pack còn lại. Tỷ lệ của chúng ta bây giờ nó đã quá là mong manh rồi mọi người ơi. Quá là mong manh rồi. Bây giờ mình sẽ giảm KPI xuống, mình sẽ giảm mục tiêu xuống đi. Một em thôi, được chưa? Một là lá Golden Gold Alternate Art. Hai á là lá một phiên bản hiếm đỡ hơn chút xíu, Full Art của em nó. Nào cũng được, một lá đi nha. Lá còn lại mình sẽ tính sau. Scarlet Dirge EX. Ca sấu lửa, ca sĩ, đam mê ca hát, sử dụng tiếng hát của mình để mà tra tấn đối thủ, giọng hát hè ra lửa luôn mà. Đối thủ nặng ký với Giant. Cái này thì mình cũng cả có hai copy rồi các bạn, đây là copy thứ 3. Okay. Part 4, 8. Kế cuối. Coi nào. Please. Mọi người ơi, bạn nào đang xem video này, chưa bấm like, bấm lock, please. Do it. Ui, ông nào vừa bấm vậy, đúng không? Từ đầu tới giờ luôn, chưa ra một em này luôn. Kimigo nè, điểm đó, thấy chưa? Vừa mới nói là có bạn bấm liền đúng không? Bấm like liền đúng không? Ra liền đúng chưa? Được chưa? Nói rồi. Lá này thì mình cũng không cần sleeve, tại mình có rồi. Jirachi, Rodonzo, Veluza, Blissey, Vanillish, Lorkin. Nào gì? Ok, không sao. Có là được, có dấu hiệu là được nhá. Đây các bạn, code nè, please, come on. Larry, Yamas, bóc thứ 6 rồi. Whismur, Iron Bundle, Ferrothorn, Curse Duster, Nelkly. Oh my gosh, Iron Hand EX. rồi, vậy là đủ bộ luôn rồi đó, đủ bộ của Iron Hand EX rồi nha các bạn nha. Em này thì mình hoàn toàn không nhớ là mình đã có một copy hay chưa nha. Cho nên là, nhưng mà mình biết là đã có Ultra hồi nãy mình khoe rồi đúng không? Mở ra được Full Art. Đây là phiên bản EX bình thường. Xong, checklist gia đình Iron Hand, các độ hiếm nha. Iron Hand EX, Give me go. Mọi người comment xuống bên dưới nè, give me go nha. Đồng tiền vàng. Nào Clee, Parasol Lady, là này mình có Full Art rồi. Octillery, Crocalore, Evolution, Vanilluxe, Techno Raider, một lá item. Satu, wow, lá này Holo Rare cũng đẹp phết đấy. Và Wimpod. Không có lịch sự gì hết trơn, cái pack nó không lịch sự gì hết trơn. Mình khen đẹp rồi, thì lá sau cũng phải ra cho nó xứng đáng chứ. Khen mà không ra gì hết trơn. Phát này xấu quá các bạn, thiệt. Phát này bảo đảm các bạn luôn, xấu quá luôn nha. Flamingo, Porygon, Seedra,
Max B của Beetle Cloth, cái áo choàng luxury Pantsier, một pickle. Em này nó có một cái hình dáng na ná như là Pikachu, cái vần đuôi đằng sau của nó nè. Mọi người đừng hiểu lầm, em nói bình thường á thì nó là màu vàng cũng khá là dễ thương đẹp đấy, nhưng mà nó bị mỗi một cái tật, đó là mỗi khi nó đói lên á là nó hung dữ vậy nè. Đó. Tật đó mình nghĩ là chắc con người chúng ta cũng có khá nhiều nhỉ. No, 4 pack thừa thôi. Làm sao đây? Cái này là phải gọi là một năng lượng gì đó kinh khủng lắm mới ra được nha. 36 x 6 là bao nhiêu pack nhỉ? Sao mình tự đưa ra tay? Cũng là hit đồ nha. Future cũng đẹp lắm, không giỡn đâu các bạn, đẹp lắm á. Cơ mà nó đang công có nằm ở trong cái mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. 3 pack kế cuối. Từ bây giờ trở đi mình không cắt nữa nha các bạn, mình không cắt đoạn này nha, mình để như vậy luôn. Mình kéo lâu nói vấp gì mình sẽ để lại hết nha, không cắt. Từ bây giờ sẽ không cắt video nữa, ý là của video này á. Cái nào chi vô totally support and chin pao. Ok các bạn, đã làm chuyện đấy chưa? Bấm like đi các bạn ơi, bấm like đi. Mình biết là có ông thậm chí còn chưa subscribe luôn ạ. Coi cả kiểu 6 năm trời, 7 năm trời rồi vẫn chưa cái bấm cái nút subscribe luôn nha. 2024 rồi, New Year Revolution đi mọi người nha. Bấm subscribe kênh Toy Station, bấm like các thứ đi. Flero Agilas, đặc biệt cho video này, cho cái thẻ này, cho cái đẹp. Không chịu đâu. Rồi, và như vậy thì chúng ta chính thức chỉ còn đúng một cơ hội duy nhất, cũng tương đương với lại là một lựa chọn thôi. À không, quên, có được lựa chọn đâu. Ý là một cơ hội mỏng manh để có thể ra được một em Golden Goal Full Art hoặc là Golden Goal Alternate Art. Cái nào? Last Pack Magic Gligar, Blibuck, Fucoco, Baroque, Minior, Simipour, Giuseppe Striker, Groudon, please, come on, Grig, Parasol Lady. Hello guys, I am so cute, but you know, Ok các bạn ơi, và như vậy thì game không phải... có cần mới vậy không? Tụi em có cần mới úp mặt xuống vậy không? Vậy như vậy thì game không phải là dễ các bạn ạ. Mặc dù là chúng ta đã đến cũng tương đối là gần với cái mục tiêu rồi, với năm box trước rồi, có là được em Kimi Go Alternate Art rồi, nhưng mà vẫn còn hai cái phiên bản artwork của Golden Go Trainer và Alternate Art của em đó. Trong tập này chúng ta vẫn chưa làm được. An ủi được một tí thì cũng ra được một số những cái hit ok rồi, một số những cái hit mới ở đằng trước nữa. Lá Stadium Go Beach Court, hy vọng lá này có trong meta, please. Mình cảm thấy có một tí gì đó không cam tâm cho lắm. Để xem nào, kiếm cách nào đó để mà năn nỉ bà chủ shop anh KT Hobby Store coi, để mình phải ăn vạ nài nỉ bà chủ tài trợ cho một bóc nữa mới được. Nhưng mà có thể là mình sẽ mở trên livestream bên kênh Hành Trình Pokemon. Bạn nào có hứng thú thì có thể qua bên kênh đó theo dõi nha. Và hiển nhiên rồi, nếu như bạn nào có mở ra được hai em Gimigo mà mình đang săn hoặc là những cái hit gì đó của các bạn thì hãy để lại một review 5 sao trên anh KT Hobby Store Lazada nha. Bởi vì mình sẽ đọc từng review của các bạn và sẽ có màn review của các bạn trên livestream luôn. Ok nha, hứa nha. Rồi, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh KT một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh KT sẽ trả lại trong những video thú vị khi sau video chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.